Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ hơn, tức là 18 giờ hơn của ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Và đầu tiên ấy, tôi xin mời các bác hãy nghe những cái lời phải nói rằng là rất là gan ruột của ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nếu như trong cáo trạng thì bị cáo suy nghĩ thế nào? Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi được nhận, khi mà tôi nhận quyết định khởi tố bị can, có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, của cơ quan điều tra, thì tôi cũng đã trình bày ngay với cơ quan điều tra là cái việc mà khởi tố và phê chuẩn của tôi về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong dịch vụ, trong cái việc mà mua bán đất của C3C là oan. Thế và cái việc mà trong quá trình điều tra của cơ quan điều tra, trong các cái lần tiếp xúc và hỏi cung đối với tôi, thì tôi đều giải trình đầy đủ tất cả những cái gì liên quan đến tôi biết và diễn ra sự thật. Với hội đồng xét xử, nếu như tôi biết công ty Atic là của con tôi hay nào, chắc chắn những trưởng trạng không bao giờ có chuyện, chắc chắn không bao giờ có chuyện làm được cái gì. Bởi vì cuộc đời tôi chưa bao giờ bàn bạc với ai làm cái gì mà để tính toán đến đồng của tất cả. Như vậy là các bác có thể thấy, nhìn qua bài báo này chúng ta có thể thấy rằng là ông Nguyễn Đức Chung thì tôi chưa bao giờ lấy một đồng của nhà nước. Cái thứ hai nữa, các bác có thể thấy rằng là thông tin thứ hai ở trong cái đoạn clip chỉ rơi vào cỡ tầm khoảng 1 phút 05 giây. Thì ông Nguyễn Đức Chung có thông tin thứ hai là nếu như ông ấy biết rằng công ty Xtic là của con trai mình thành lập, tức là anh Nguyễn Đức Hạnh ấy, thì anh ấy không bao giờ để mà đưa ra cái việc chào thầu này cả. Không bao giờ có cái việc mà cho Trường Giang làm cái gọi là chế phẩm mà tôi ở đây gọi là red oxy, thì tôi gọi là red oxy, tức là oxy đỏ, mà cái gì độc thì người ta hay bôi cái màu đỏ lên đấy, đúng không các bác? Cái gì cấm, cái gì độc thì người ta hay gọi là chữ red và có đỏ thế này. Cho nên đấy là điểm báo thôi, ai bảo đặt tên là red oxy 3C. Red oxy. Và cái thông tin tiếp theo ấy, thì ông Đức Chung ấy, là có nói rằng là ngay từ khi mà nhận cái quyết định khởi tố bị can mà được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ấy, thì ông ấy cũng đã đưa ra cái kiến nghị rằng là mình vô tội. Vô tội. Mình vô tội nha. Đó. Nghĩa là trong cái chỗ clip này thì chúng ta có thể thấy rằng có 3 cái thông tin. Tôi xin chia sẻ các bác thế này. Tôi lại phải chọn một cái hình nền. Một cái hình nền. Ở đây thì các bác có thể thấy rằng là chữ Đức ấy. Đức trọng nhân trường thọ, tâm khoan phúc tử lai. Bác nào dịch được câu này thì các bác giúp tôi ở phía dưới comment nha. Và trong cái clip liên quan tới ngày hôm nay, tôi có làm với ông Đức Chung thì có một bác cũng comment thế này. Chắc là bố mẹ của ông Đức Chung khi đặt tên của ông Nguyễn Đức Chung ấy, thì có chữ Đức và chữ Chung. Có nghĩa rằng là chữ Đức là của cái Đức rồi. Còn chữ Trung là trung thủy đến cuối đời. Có nghĩa rằng là bố mẹ muốn rằng là con mình giữ được cái Đức tới tận cuối đời. Thế nhưng các bác có thể thấy rằng là trong câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Đức Chung, ông ấy có ba cái như tôi vừa chia sẻ. Một là bảo mình vô tội. Cái thứ hai nữa, ông ấy không biết rằng con trai mình là lập nên công ty Xtic, một công ty mà ngày trước tôi đã chia sẻ với các bác rằng là năm đó hình như là anh Nguyễn Đức Hạnh thì chỉ có rơi vào cỡ 19-20 tuổi thôi, mà đã có một công ty gọi là khởi nghiệp tuyệt vời với doanh số cả trăm tỷ, hàng trăm tỷ. Đó. Và ông ấy có tiếp tục, ông ấy nói rằng là ông ấy không chịu cái tội ở đảng làm tổ chức vụ quyền hạn, thì các bác có thể thấy được rồi. Vậy thì có nghĩa rằng ông ấy, ông đấy không nhận một cái đồng nào của nhà nước cả. Thế thì bây giờ tôi bình luận thế nào? Cho nên là tôi phải chọn cái hình nền có chữ Đức ở đây để chia sẻ với các bác. Và ở đây tôi xin chia sẻ với các bác thế này, từng cái vấn đề một. Thứ nhất, các bác có tin được là ông Nguyễn Đức Chung vô tội hay không? Bởi vì ấy,
đứa trẻ con cũng không thể nào tin được cái điều đó. Chúng ta có thể thấy rằng là ngay cả về ông bảo rằng là ông Nguyễn Đức Hạnh, đúng không, là lập nên công ty Astic, mà ông, nếu mà ông ấy biết, nghĩa là ông không hề biết cái việc này, ông ấy không hề biết rằng là con trai mình là làm cái công ty Astic đó. Và sau này đến cả vợ ông ấy là bà Nguyễn Thị Trương, Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, gọi là bà Chi Hoa cũng không biết làm cái việc này, cũng không biết làm. Kỳ lạ không? Đấy là các bác có thể nhìn thấy điều đó. Và đặc biệt nữa là ông bảo rằng ông ấy không lấy một đồng nào của nhà nước. Thế thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này, mình có thể giải quyết cả ba câu hỏi trong một cái gãy gọn. Đương nhiên á, ông Nguyễn Đức Trung là một cái người phải nói rằng là điều tra tội phạm rất giỏi. Ông nguyên là giám đốc công an thành phố Hà Nội, đi lên từ số 7 Thiền Quang, một khắc tinh của giới tội phạm. Cho nên có thể nói rằng ông Nguyễn Đức Trung là người cực giỏi về điều tra tội phạm. Thế cho nên ngay cả trong quá trình điều tra xét hỏi, ông ấy một mực ông ấy phủ nhận cái việc này. Các bác biết lý do không? Bởi vì chỉ cần nhận một tí thôi là xong ngay. Cho nên là các nghiệp vụ điều tra ông ấy nắm rất vững, và ngay cả pháp luật ông ấy cũng nắm rất vững. Đấy là chúng ta có thể nhìn nhận cái điều đó nha. Rồi nghiệp vụ điều tra xét xử, xét hỏi là nghiệp vụ điều tra tội phạm là gì? Thì tôi xin chia sẻ với các bác này. Ông Nguyễn Đức Trung ông thừa biết luôn. Ông không thể không biết được vì đó là ngành nghề của ông. Có thể vẽ ra đến hàng nghìn cái giả thuyết. Hàng nghìn cái giả thuyết. Và cái chứng cứ mà ông đưa ra thì sẽ chứng minh rằng một cái giả thuyết là duy nhất đúng. Các giả thuyết dù có hợp lý đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu không có chứng cứ chứng minh thì không thể nào mà khép tội được. Thế cho nên rằng là mặc dù các bác có thể thấy rằng là câu chuyện giải thích nó vô cùng buồn cười, nó vô cùng buồn cười, nực cười với tôi và các bác. Con mình lập nên một cái công ty là Astic đó, mà bố cũng không biết, mà bố là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bố nguyên là giám đốc công an mà lại không biết việc này thì nghe đã thấy rằng nó phi logic, đúng không ạ? Phi logic. Đấy là cái mà các bác có thể thấy cái điều đó. Cái thứ nữa rằng là ngay cả chính Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng ký hợp đồng để mà thông qua công ty thoát nước, công ty cấp nước, để mà ký hợp đồng cho anh Võ Tiến Hùng, để mà ký hợp đồng để mà dùng cái chế phẩm Redoxy 3C thế. Đó, các bác thấy không? Các thấy lạ không? À, chuyện nó chỉ gọi là trong tiểu thuyết, và trong chuyện tiểu thuyết này là tiểu thuyết ở dạng viễn tưởng. À, rồi một cái nghịch lý nữa là ông ấy nói rằng là ông ấy không tơ hào lấy một đồng của nhà nước, thì xin phép với cả ông Nguyễn Đức Trung ở đây này. Một đồng của nhà nước, thực ra một đồng của nhân dân đó. Một đồng của nhà nước thực ra là một đồng của nhân dân. Nhân dân đóng thuế, nhân dân ủng hộ để mà nhà nước có tiền để mà trả lương cho ngay cả chính ông Nguyễn Đức Trung trong vai trò là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và thậm chí là vai trò trước, nghĩa là khi ông bước chân vào nhà nước, bước chân vào nhà nước thì ông có nghĩa rằng là ông đang nhận tiền của nhân dân. Cái thứ hai là ông quản lý cái số tiền đó nha. Thì ở đây á, là ngay cái đó là tôi đã vạch ra rằng là ông không nhận tiền của nhà nước là không đúng, mà nhận tiền sai của nhà nước thì mới là chuẩn. Và ở đây á, là thêm một cái nữa là nếu chứng minh được cái gọi rằng là chế phẩm Redoxy 3C kia là được chi trả bằng nguồn vốn của nhà nước, thì đương nhiên đó là tiền của nhân dân, tiền của nhà nước. Và cái việc mà công ty Astic, công ty của nhà ông tư lợi ở chỗ này thì có nghĩa rằng ông đang nhận tiền của nhân dân đó, nhận tiền của nhân dân đó, chứ không phải đua đưa. Đứa trẻ con cũng không thể nào tin được cái việc đó, đúng không các bác? Có bác nào tin cái việc rằng là ông Nguyễn Đức Trung hay không? Thế nhưng mà tôi rất quan tâm đến vụ ông Nguyễn Đức Trung này, bởi vì ông ấy là một huyền thoại ở số 7 Thiền Quang. Ông ấy là huyền thoại của số 7 Thiền Quang, và là một cái người phá án đấu tranh với tội phạm vô cùng kinh khủng. Và ông đấy từ chỗ đó ông ấy chuyển lên làm Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tịch, thì có thể nói rằng là wow, đấu tranh với những tội phạm như thế này là vô cùng quyết liệt. Thế cho nên tôi cũng mong muốn rằng là hãy xem rằng là bên cơ quan điều tra ấy, là bên chỗ C03 ấy, có những cái chứng cứ nào để mà áp đặt được cái lệnh này, cái tội này hay không, để chúng ta sẽ chờ trong ngày mai thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là các chứng cứ nó ra làm sao nha. Mai sẽ được bật mí. Còn tôi đã đọc cáo trạng rồi, nhưng mà các bác thì ngày mai sẽ được biết cái điều đó.
Còn trở lại câu chuyện mà của ông Nguyễn Đức Trung ấy, thì anh Nguyễn Đức Hạnh, anh có khai thế này, và cái giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý hơn nha, nha các bác. Đó. Bởi vì ngược lại những cái gì ông Trung trình bày vừa rồi á, thì bị cáo Giang á, thì khai là được bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, nghĩa là vợ của ông Trung, nhờ đứng tên ở công ty Astic, chứ không phải góp một đồng xu vốn nào cả. Đó. Mọi hoạt động kinh doanh mua bán của công ty, trong đó có việc mua chế phẩm Red Oxy 3C về bán cho Hà Nội, thì đều do ông Trung chỉ đạo và kết nối. Và ông Võ Tiến Hùng á, thì cũng nói rằng, cũng khai ra rằng việc chọn mua chế phẩm Red Oxy 3C thông qua công ty Astic hoàn toàn là làm theo chỉ đạo công khai. Tôi xin nhấn mạnh với các bác rằng là dùng cái từ là chỉ đạo công khai của ông Trung ngay tại khu vực thí nghiệm, ngay tại khu vực thử nghiệm sản phẩm bên bờ kè Hồ Hoàn Kiếm chiều ngày 31 tháng 7 năm 2016. Nghĩa là rất cụ thể nhé. Chỉ đạo công khai của ông Trung ngay tại khu vực thử nghiệm sản phẩm bên bờ kè Hồ Hoàn Kiếm chiều 31 tháng 7 năm 2016. Vậy thì có thể có những đoạn video clip ở đây nha, để mà chứng minh chỉ đạo này của ông nha. Và bị cáo này thì cũng cho biết rằng là ông Trung đưa ra chỉ đạo này thì ngoài mình thì còn rất nhiều quan chức thành phố và cán bộ công ty thoát nước cũng chứng kiến việc đó, chứ không chỉ một mình. Và hồ sơ vụ án thì xác định trong quá trình xử lý ô nhiễm nước tại sông, ở tại các sông, thì ông Trung đã lợi dụng quyền hạn của chủ tịch thành phố để tạo điều kiện cho công ty Actic của gia đình mua bán chế phẩm. Ông Giang, tổng giám đốc bên đó, thì cũng tham gia xuyên suốt cái quá trình thử nghiệm mua bán chế phẩm như một cán bộ của thành phố. Và chế phẩm Red Oxy 3C thì được sản xuất theo đơn đặt hàng của Hà Nội, nhưng sau đó công ty Watchwater lại ký văn bản thỏa thuận để công ty Actic phân phối độc quyền năm 2016-2019 thì theo chỉ đạo của ông Trung, và được ông Trung tạo điều kiện thì Actic đã nhập khẩu hơn 489.000 kg, tức là 489 tấn ấy, chế phẩm Red Oxy 3C với chi phí là hơn 115 tỷ đồng và Actic đã bán lại cho công ty thoát nước Hà Nội là với giá là 151 tỷ đồng. Và hành vi mua bán lòng vòng của hai công ty này thì khiến Hà Nội bị thiệt hại hơn 36 tỷ. Và nhân đây á, trên kênh của tôi là hay nói về từ thiện á, thì xin báo cáo rằng là ngay cả công ty của Astic ấy, và cho anh Giang ấy, anh cũng khai rằng là ông Trung còn chỉ đạo đi làm từ thiện cộng với cả là đến biếu quà biếu nọ bên kia ở một số nơi ấy, thì tổng đó là rơi vào cỡ tầm khoảng 7 tỷ đồng. Và bị cáo Hùng á, cũng chia sẻ trong cái lời khai của mình, đó chính là việc mà ông Trung là ông ấy chỉ đạo xuyên suốt luôn, chứ không phải là ông ấy thì mình nói mồm. Nhưng mà phải nói rằng là ông Trung với một cái lời khai như vậy tại phiên tòa thì tôi đã tự hỏi ở trên hình nền của tôi á, có chữ Đức, và bây giờ thì ông Trung thì bệnh tật đầy mình và không biết rằng ông có tâm hoan phúc tự lai hay không, thì ông tự xem xét của mình nha. Đấu tranh với loại tội phạm này thì báo cáo với các bác rằng là vô cùng khó, vô cùng khó. Và để bắt được ông Trung ấy, trong tháng 8 ấy, là báo cáo với các bác rằng nó có một cái bí ẩn trong đó đó. Một dịp nào đẹp trời tôi sẽ chia sẻ với các bác về cái điều này, để các bác có thể thấy rằng là để đấu tranh với ông Trung, lúc đó là đương kim chủ tịch của Hà Nội và là một điều tra viên và là một giám đốc công an rất giỏi, thì các bác tưởng tượng rằng là không phải dễ để có thể bắt được ông Trung và để khai một loại, để chỉ tiêu cho một loạt thế này. Và đâu đó ông Trung hay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ngay cả Sách Liên cũng nên trả lời trước công luận rằng là gì, là vụ nước sạch sông Đuống như thế nào rồi đó, gọi là nước mặt sông Đuống á, như thế nào rồi. Và đó là cái câu hỏi mà nhân dân cũng đang rất cần cái sự trả lời của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dưới thời ông Trung Ngọc Anh. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Nếu các bác thấy hay thì hãy cho tôi một cái like, một cái chia sẻ nhá. Đợt này like nhiều hơn, view cũng nhiều hơn. Tôi cảm ơn và trân trọng các bác rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bác.